Lena rất vui là được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top chuyện hay 3S. Ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện Cô vợ mua được thuộc thể loại ngôn tình. Như vậy là Sở An Thành và cô nhân vật chính của chúng ta đã có rất là nhiều cơ hội ở bên nhau, thế nhưng đến bao giờ họ mới nhận ra tình cảm của nhau dành cho nhau là chân thật và cũng nhận ra quá khứ đã từng bên nhau đây? Câu trả lời này vẫn còn là bí ẩn ở phía trước. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tình tiết rất hấp dẫn tiếp theo của bộ truyền này qua tập 6 với giọng đọc của Lena. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Mấy ngày sau, Sở An Thành tháo băng, ngoài trừ kết vẩy xa thì cánh tay hoàn toàn hoạt động bình thường. Tô Vi Trần nhìn mười ngón tay anh linh hoạt làm các động tác đánh đàn trong không trung, bỗng nhiên cảm thấy ánh dương ngoài cửa sổ sáng lạn như mùa xuân. Sở An Thành quay lưng với cô không đầu không cuối nói một tiếng cảm ơn Tô Vi Trần quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng không còn người nào khác. Một giây sau, cô mới ý thức được anh đang nói với cô. Trong ánh nắng ban mai mắt lạnh, giọng nói của anh trầm thấp trong trẻo, không lạnh lẽo như ngày thường. Nhưng tiến triển của phía điều tra sự cố không mấy thuận lợi. Phía cảnh sát triệu tập camera giám sát có liên quan, tra được biển số của chiếc xe gây sự, nhưng lại phát hiện xe treo sao chép của tỉnh khác, chủ xe chưa từng đến Lạc Hải, càng không có khả năng xuất hiện ở trên đường để đâm người. Lập tức manh mối đứt đoạn, dưới cảnh sát hết đường xoay sở nhưng không lâu sau lại có tin C à, cảnh sát dựa vào pháp luật triệt phá mấy dòng bài kinh doanh phi pháp tô vi trần nhìn thấy hình ảnh tên giang chủ bắt nạt quang tử và lão đại của hắn bị cảnh sát áp giải vào cục cảnh sát trên tivi tô thời vỗ tay hoan hô cực kỳ vui vẻ ác giả ác báo mà em sẽ đi nói với quang tử mấy tên xấu xa này bị cảnh sát bắt rồi sau này nhà quang tử không cần lo lắng nữa lần này em phải thả cho cảnh sát lạc hải ba mươi hai like mới được không phải thải 96 cái lai to đùng ở một góc gác sofa là sự an thành với khuôn mặt đăm chiêu sau chuyện leo cây tô vi trần đặc biệt gọi điện thoại cho bạch tuệ xin lỗi hiển nhiên bạch tuệ đã tuyệt vọng về cô cách đường dây điện thoại tô vi trần cũng có thể cảm nhận được bạch tuệ bó tay với cô mặc dù cảm thấy áy náy nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy có chút thả lòng chắc là bạch tuệ sẽ không sắp xếp xem mắt giúp cô nữa cô rất chắc chắn nhưng mà ngày hôm sau cô lại nhận được điện thoại của Bạch Tuệ. Tô Vi Trần, anh lang tiêu đó vẫn muốn gặp mặt em, gọi cho chị mấy cuộc điện thoại rồi, bảo chị nhất định phải sắp xếp cho hai người gặp mặt lần nữa. Lăng tiêu nào ạ? Căn bản Tô Vi Trần đã không còn nhớ tên người đó nữa. Chính là người mấy ngày trước em ở bệnh viện cho anh ta leo cây đấy. Tô Vi Trần thật sự không phải chị khen anh ta. Điều kiện của Lăng Tiêu rất tốt, cũng không biết vì sao sau khi nhìn thấy ảnh em, anh ta thật lòng muốn gặp em. Nhưng em không muốn gặp. Tô Vi Trần, lần trước em đồng ý nhưng lại không gặp lần này coi như bồi thường đi thế này đi nếu như lần này em vẫn không vừa mắt thì lần sau chị không sắp xếp giúp em nữa đây là lần cuối cùng chị đảm bảo bạch tuệ có một sự cảm mãnh liệt anh chàng lang tiêu này nhất định có tương lai bạch tuệ đã nói đến nước này rồi tôi bị trần đành phải đồng ý thôi vậy thì cứ như thế nhé chị sắp xếp thời gian cửa cúp điện thoại cửa nhà đã truyền đến tiếng động sở an thành đón tô thời tan học về nhà vừa vào đến nhà, tô thời đã ngoạc miệng gọi cô tô vi trần mau xuống đây em mang đồ ăn về cho chị này là khoai nướng nóng hôi hổi tô thời kêu nóng nhét túi giấy vào tay cô tô vi trần mau ăn đi nguội rồi là không ngon nữa đâu cái này là do sở sư huynh tự mình dùng áo phao ủ ấm mang về đấy chị xem vẫn nóng như lúc mới ra lò sở an thành sẽ làm như vậy sao cho dù là từ miệng tô thời nói ra tô vi trần vẫn cảm thấy khó tin phản ứng của cô là ngước mắt nhìn sở an thành sau khi bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm hơi mất tự nhiên của anh. Sở An Thành đặt tay lên bên môi, giả vờ ho một tiếng. Tô Thời, đến giờ luyện đàn rồi. Tô Thời tuân lệnh. Vâng, em đi đánh đàn ngay. Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau đi vào phòng đàn. Sau lần tai nạn, sau lần tai nạn này, thái độ của Sở An Thành đối với cô chuyển biến rất nhiều. Mặc dù vẫn lạnh nhạt, nhưng sự ghét bỏ âm thầm trước giờ đã dần biến mất. Tô Vi Trần cúi đầu chỉ nhìn thấy miếng khoai lang nướng ngọt thơm nhất mũi đang mời gọi. Ngọt thơm mềm mại, cho vào miệng là tan ngay. Trong ngày đông giá bút như vậy, chính là hương vị ngon nhất, ấm áp nhất. Tô Vi Trần hít mắt tận thưởng. Mấy ngày nay, khi tô thời tan học luôn mang đồ ăn vặt về cho Tô Vi Trần, có khi là chả sữa chân trâu, có khi là cánh gà nướng, có khi là khoai tây miếng nướng, có khi là hạt rẻ rang, có khi lại là khoai tây chiên, mỗi loại đều rất đúng khẩu vị của cô. Thỉnh thoảng khi Tô Vi Trần ôm đồ ăn Tô Thời mang về rồi nghĩ Hai người họ đang nuôi heo sao Khi ăn tối vô tình nhìn thấy hoa tuyết rơi đầy trời Tô Thời vui sướng bỏ lên tấm thủy tinh sát sàn Ngắm nhìn cả nửa ngày Sở An Thành tiến lên vò mái tóc của cậu Hiếm thấy cô hôm tuyết rơi Một tiếng luyện đàn còn lại của em hôm nay không cần luyện nữa Cho em nhìn đủ thì thôi Ba người làm ổ trong phòng đàn ngắm tuyết Sở An Thành pha cà phê Mùi thơm bay khắp cả căn phòng Tô Vi Trần và Tô Thời cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ, nhau nhau giơ tay. Cho em một ly, cho tôi một ly. Sở An Thành chuẩn bị cho họ trà hoa cúc. Hai người uống không quen sẽ mất ngủ đấy. Trà này thanh mát trừ nóng lại sáng mắt, thích hợp với hai người. Tô Thời nói, Sở Sư Huynh, anh không mất ngủ sao? Sở An Thành như nhớ đến chuyện cũ, cụp mắt xuống nói. Ban đầu đương nhiên có, thức trắng cả đêm, sau đó thì không mất ngủ nữa, cho dù buổi tối uống hai ly lớn cũng ngủ say như bình thường, trong phòng ấm áp như mùa xuân chỉ bật một bóng đèn cây ở trong góc một quầng sáng mờ mờ kéo tấm rèm cửa ra là có thể nhìn thấy bông tuyết bay nhẹ nhàng ngoài tấm kinh lớn tô vi trần đột nhiên buồn miệng nói với tô thời nhìn tuyết thế này chị rất muốn ăn kem tô thời ngoảnh đầu qua nghiêm túc nói với cô tô vi trần chị là người mẫu chị phải giữ gìn vóc dáng đừng có suốt ngày ăn 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 thế nữa đi tô vi trần bừng bừng giận dữ giơ tay cố ý vò loạn tóc cậu Vậy mà ngày nào em cũng mang đồ ăn vặt về cho chị Thế là thế nào hả Tôi thời hừ một tiếng Chị nghĩ nhiều quá Lần nào cũng đều là do sở sư huynh mua nhiều thêm một phần Bọn em không ăn hết mới mang cho chị thôi Đều là anh mua Tô Vi Trần ngây ngẩn ngoảnh đầu Sở An Thành lười biếng dựa vào sofa đang ngẩng đầu Ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống Góc cạnh gương mặt sắc nét cô độc Thời khắc đó Tất cả mọi thứ đều dần trở nên ôn hòa Vì sao anh lại mua những thứ đó hay thật sự chỉ là tiện tay mua thêm đương nhiên tô vi trần không nghĩ ra đáp án nhưng cô vẫn không nhịn được suy nghĩ sở an thành uống từ ngụm cà phê nhỏ đến khi uống hết anh như đã quyết định xoay mặt qua mỉm cười hỏi tô thời muốn anh đàn một khúc cho em nghe không được ạ à, được ạ à. sư huynh muốn đàn bài gì ạ à? ánh trăng giai điệu trong trẻo lay động lòng người như mưa chân trâu vậy từng phiên từng phiên rơi xuống giữa mười ngón tay sở an thành anh như thiên thần ngồi thẳng lưng ở nơi sáng tối không rõ để tâm đàn những nốt nhạc những bông hoa màu vàng nhạt lặng lẽ chìm nổi trong nước quang cảnh gió lạnh gào thét đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm của ly nước bên tay vang lên tiếng đàn của sở an thành tô vi trần từ tốn nhấp một ngụm nhỏ hương hoa cúc thanh nhạt tràn ngập khoang miệng buổi tối ngày đông đó ba người cứ im lặng là vàng ở bên nhau như vậy khiến người ta rất vui bỗng dưng cô cảm thấy có một thứ gọi là hạnh phúc bùa vây quanh mình Tô Vi Trần bất giác điềm nhiên mỉm cười Nhưng một giây sau Nụ cười mỉm đó ngưng động trên khóe môi cô Cuộc thi gần đến Ngày tháng ở bên nhau như vậy Cũng sắp đến ngày cuối cùng Sau khi cuộc thi kết thúc Anh với họ sẽ không còn chút quan hệ nào nữa Lần đầu tiên trong đời Tô Vi Trần có suy nghĩ Muốn thời gian ngừng lại Chiều hôm đó Tô Vi Trần đến nơi Bạch Tuệ chọn như đã hẹn Không biết vì sao khi đi từ trong nhà ra, mỗi bước chân của cô đều lén lén lút lút giống như một tên trộm. Cô luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu như Sở An Thành biết cô lại đi xem mắt thì có làm mặt lạnh với cô nữa không? Thỉnh thoảng Tô Vi Trần nhớ đến câu nói bá đạo, "Cô ấy không gặp ai cả của anh", trong lòng lại xuất hiện một sự kỳ lạ nho nhỏ, cảm giác đang đắng ngọt ngào, nhưng cô cũng luôn nói với bản thân, mày nghĩ quá nhiều rồi. Biệt thự trăm năm trước biến thành quán cà phê, bởi vì là mùa đông nên cây dây leo tiêu điều sơ xác, có điều bên trong lại khiêm tốn xa hoa vừa đẩy cửa vào là hương thơm ấm áp vẫn vít thoáng qua phục vụ nhẹ nhàng tinh tế mỉm cười dẫn đường người đàn ông tên lăng tiêu đó đã đến mặc trang phục nổi bật giới thương nhân đang ưu nhã quấy cà phê ngay thấy tiếng đồng phục vụ dẫn người tới anh mới nhàn nhã ngẩng đầu tô vi trần và anh ấy bốn mắt nhìn nhau trong lòng lập tức bừng tỉnh chẳng trách bạch tuệ lại tự tin thể thốt đảm bảo đây là lần cuối cùng sắp xếp xem mắt cho cô chỉ là người đàn ông đẹp trai nghẹt thở phong độ bất phàm như vậy cũng cần đi xem mắt sao mặt tô vi trần không lộ ra bất cứ điều gì khách sáo mỉm cười xin chào anh tôi là tô vi trần biểu cảm của lăng tiêu rõ ràng hơi sững sờ nhưng anh che giấu rất tốt nhanh chóng thu liễm lại anh thoải mái rất khoát đứng dậy mỉm cười giơ tay làm động tác mời xin chào cô tô tôi là lăng tiêu sau khi ngồi xuống tô vi trần tùy ý gọi cà phê cô cũng không định ở lại lâu thời gian một ly cà phê là đủ Lăng tiêu đăm chiêu quan sát cô Cô Tô tốt nghiệp đại học nào vậy Tô Vi Trần thành thật trả lời Tôi không học đại học Đầu mày lăng tiêu hơi cau lại Vậy sao Sau đó anh cười nói Vậy còn cấp 3 cô Tô tốt nghiệp ở đâu Tô Vi Trần thẳng thắn nói Thực ra tôi cũng không biết tôi bị mất trí nhớ Cho nên chuyện trước kia tôi đều không nhớ được Cơ thể lăng tiêu chấn động Rất lâu sau anh mới khẽ nói Hóa ra là như thế Cô thật khổ quá Ngữ khí của Lăng Tiêu rất dịu dàng thương tiếc, giống như thật lòng đau xót cho những gì mà cô gặp phải. Tô Vi Trần cảm thấy rất kỳ lạ. Những người xem mắt bình thường sau khi nghe thấy chuyện gia đình cô đã từng xảy ra tai nạn giao thông. Hơn nữa cô còn mất trí nhớ, ai cũng tránh không kịp. Bởi vì họ lo, nhỡ may vẫn còn di chứng gì đó sẽ làm liên lụy đến cuộc đời sau này của họ. Nhưng Lăng Tiêu không như vậy, thậm chí anh ấy còn hỏi tình trạng hồi phục và cuộc sống mấy năm nay của cô. Tô Vi Trần biết mình không thông minh, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được khi Lăng Tiêu nói chuyện, sự chân thành nơi đáy mắt không lừa được người khác. Sự kỳ lạ không dừng lại ở đây. Người tên Lăng Tiêu này cũng không giống những người xem mắt trước kia, sẽ hỏi cô thu nhập bao nhiêu, tình hình trong nhà thế nào. Anh chỉ ngồi đó, mỉm cười kể lại những câu chuyện thú vị khi anh còn học cấp 3. Anh nói anh đã từng yêu thầm một cô gái cùng mình viết bảng tin ở trường. Cô gái đó vô cùng đáng yêu, miêu tả theo ngôn ngữ bây giờ chính là ngốc nghếch đơn thuần anh còn nói đang tiếc mình chưa kịp bày tỏ cô gái ấy đã bị một chàng trai khác cướp đi rồi ngữ khí của anh rất phiền muộn dường như là cực kỳ tiếc nuối người tên lăng tiêu này thật sự là quá lạ lùng có ai lại kể không ngừng về chuyện yêu thầm của mình với đối tượng xem mắt không vốn dĩ mục đích của tô vi trần là hoàn thành nhiệm vụ chỉ định ngồi một lát rồi đi kết quả lại cứ nghe anh kể câu chuyện trước kia ngồi một mạch gần hai tiếng mãi đến khi tô thời gọi điện thoại cho cô Tô Vi Trần, sao chị không ở nhà? Không phải hôm nay không chụp ảnh hả? Chị về ngay đây. Tô Vi Trần cúp điện thoại, khách khí nói với Lăng Tiêu. Xin lỗi anh, nhà tôi có chút chuyện, tôi phải về rồi. Lăng Tiêu đứng dậy nói. Cô Tô, tôi đưa cô về. Tô Vi Trần lắc đầu. Không cần đâu, tôi gọi xe về là được. Lăng Tiêu cũng không nói lời khách sáo nữa, chỉ nói. Như vậy đi, cô Tô để lại số điện thoại cho tôi nhé. Để mặt bạch tuệ, Tô Vi Trần không tiện từ chối, Lăng Tiêu nhập số điện thoại của cô vào máy rồi sau đó bấm gọi. Điện thoại của Tô Vi Trần lập tức vang lên. Lăng Tiêu mỉm cười. Đây là số điện thoại của tôi, tên của tôi dễ nhớ lắm. Lăng Tiêu trong hoa Lăng Tiêu, cô tổ gọi tên tôi là được. Tô Vi Trần kiên trì nói. Anh Lăng tạm biệt anh. Lăng Tiêu cười. Vậy tôi có thể gọi cô là Tô Vi Trần không? Tô Vi Trần gật đầu. Vậy thì Tô Vi Trần, lần sau chúng ta gặp lại. Lăng Tiêu nói rất nghiêm túc. Tô Vi Trần, hóa ra em thực sự không nhớ tất cả mọi thứ, cũng không nhớ người đã từng viết bảng tin cùng em là anh. Trong cơn gió lạnh thét gào, Lăng Tiêu thất vọng đứng sững nơi đầu đường, nhìn chiếc xe taxi chở Tô Vi Trần đi xa, biến mất nơi phố thị phồn hoa. Cô học sinh cấp 3 ấy anh đã từng yêu lén lút yêu thầm, khi gặp lại đã chẳng còn nhớ anh là ai. Về đến nhà đã là buổi tối, Tô Thời lạch bạch từ phòng đàn ra, chạy vào bếp lấy một hộp kem lớn nhét cho cô. Cho chị này, sửa sô huynh mua đấy, Tô Vi Trần sững người, thẫn thờ nhận lấy. Tôi hôm trước cô chỉ tiện miệng nói ra thôi. Sự mắt lạnh nơi đầu ngón tay chạm vào nói cho cô biết đây thật sự là kem. Là vị chanh. Tô Vi Trần cảm nhận được vị chua ngọt vừa miệng nơi đầu lưỡi. Lúc này điện thoại trong túi vang lên tinh tinh tinh. Tô Vi Trần ngậm kem, giọng nói không rõ ràng nghe máy. Xin chào. Cô Tô, tôi là bên môi giới nhà đất, tiểu khu mà mấy ngày trước cô nhờ chúng tôi lưu ý vừa có chủ nhà có một phòng muốn cho thuê. Nếu như tiện thì trong hai ngày hôm nay và mai, cô hãy sắp xếp thời gian đến xem. Phòng ốc khu trường học này ít lắm, nhất định đừng để lỡ. Tô Vi Trần vẫn luôn nhớ môi giới để ý giúp khu nhà ở bên cạnh trường học. Không ngờ hôm nay môi giới lại đột nhiên gọi điện đến. Phòng đẹp không đợi người, Tô Vi Trần trần trừ mấy giây rồi quyết định đi xem phòng. Được, bây giờ tôi có thời gian. Được, vậy tôi lập tức liên hệ với chủ nhà, sau đó thông báo lại cho cô. Vâng, Tô Vi Trần cúp điện thoại bỏ máy xuống, cô dùng thẻ nhỏ xúc kem trong hộp thong thả đưa vào miệng thưởng thức Lần này cô cảm nhận được sự đắng chát nhàn nhạt, nhạt Cô và Tô thời rồi sẽ phải chuyển đi Cuộc thi đến gần rồi Một ngày qua đi lại lại gần thêm một ngày Khi Sở An Thành đi từ phòng đàn ra liền nghe thấy Tô Vi Trần đang nói chuyện điện thoại Được, vậy tôi qua luôn, gặp ở cửa phòng trọ nhé Phòng trọ Sở An Thành đột ngột dừng bước Tô Vi Trần cúp điện thoại xoay đầu lại, không chút phòng bị chạm vào ánh nhìn của anh. Sở An Thành kỳ lạ thâm trầm nhìn chằm chằm cô một cái, sau đó anh quay người đi lên lầu. Tô Vi Trần nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa, có lẽ vì ăn kem nên có cảm giác toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên cô không muốn đi xem phòng một chút nào nữa. Nhưng mà bây giờ không tìm phòng, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô và Tô Thời sẽ ở đâu đây? Cũng không thể cứ mặt dày mày dạn ở đây mà không trả tiền nhà được đến lúc đó đừng nói sửa an thành xem thường mình ngay cả bản thân cô cũng khinh bỉ chính mình mất gặp bên môi giới và chủ nhà ở địa điểm đã hẹn rồi lại xem phòng tỉ mỉ địa thế của tiểu khu này rất tốt bên cạnh có một siêu thị lớn vị trí nằm giữa trường học và nhà thầy chu giao thông đi lại cũng rất thuận lợi tiền thuê cũng coi như là hợp lý nằm trong phạm vi tô vi trần tiếp nhận được môi giới cũng rất muốn hoàn thành được giao dịch này liền nói nếu như cô tôi quyết định thuê thì tôi có thể thương lượng thêm với chủ nhà giảm thêm một chút cho cô tô vi trần lập tức quyết định thuê nhưng mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ giây phút ký tên lên hợp đồng trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện gương mặt sở an thành cảm giác cực kỳ khó chịu đó chắc nên gọi là luyến tiếc cô lại có thể luyến tiếc như vậy ư luyến tiếc căn nhà đó luyến tiếc người đó ở trong nhà mặc dù anh ghét cô không hề che giấu rất nhiều, rất nhiều khi, ngay cả Tô Vi Trần cũng không hiểu nổi mình. Khi về đến nhà họ sở, đèn đuốc sáng trưng đã qua giờ cơm tối bình thường từ lâu. Sở An Thành và Tô Thời ở phòng khách, bốn món mặn, một món canh trên bàn ăn vẫn chưa động đũa. Hiển nhiên họ đang đợi cô về cùng ăn cơm. Ba người ngồi theo vị trí bình thường, Tô Vi Trần cầm đũa lên ngẩn ngơ vài giây mới chậm chạp mở miệng. Tô Thời, vừa nãy chị đi xem phòng, Sở An Thành và Tô Thời đồng thời ngẩng đầu lên, động tác trên tay dừng lại như đang yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Phòng rất được, chỉ khoảng 10 năm tuổi thôi, địa thế vô cùng đẹp, các trường học và siêu thị cực gần. Tô Thời, đợi mấy ngày nữa sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta có thể chuyển nhà rồi, mỗi ngày em có thể đi bộ đến trường. Sở An Thành lập tức đẩy ghế ra, đi lên lầu. Tô Thời nhìn theo bóng lưng của anh, viền mắt đỏ ửng lên. Tô Vi Trần, em sẽ nhớ sở sư huynh em luyến tiếc anh ấy tô vi trần ngẩn người hồi lâu gắp đồ ăn đặt vào bát cậu khẽ nói ăn cơm đi họ không thể cứ ở đây mãi mọi chuyện trên đời đều nói đến một chữ duyên duyên phận hết rồi thì phải đi thôi nhất định phải rời đi buổi tối hôm đó tô vi trần ngồi trong phòng ngủ đan khăn nhưng tâm trạng cô không yên trong đầu cứ lướt qua hình ảnh sở an thành đẩy ghế đứng dậy xoay người đi lên lầu đan được một đoạn len nhưng mũi kim lại loạn cào cào cô chỉ đành tháo ra đan lại từ đầu nhưng một tiếng trôi qua đan rồi tháo tháo rồi đan lặp đi lặp lại căn bản không tiến triển thêm một chút nào lòng không yên làm gì cũng không được tô vi trần âm thầm thở dài với lấy chiếc cốc sứ kéo cửa phòng ngủ ra phòng khách đang mở đèn cây yên tĩnh chiếu sáng một góc sử an thành dựa vào sofa đọc sách có lẽ nghe thấy tiếng cô mở cửa nên anh xoay đầu qua bốn mắt hai người nhìn nhau rất lâu không nói tô vi trần khẽ hỏi anh sở anh chưa ngủ à? sở an thành nói, tôi không buồn ngủ. tô vi trần yên lặng rót một cốc nước. anh sở ngủ ngon. sở an thành nhìn cô xoay người rời đi, anh nhàn nhã nói, đợi cuộc thi của tôi thời kết thúc, tôi cũng sẽ lập tức về mỹ đón tết. tay tô vi trần vốn đã nắm lấy gánh tay nắm cửa, trong giây phút để cửa ra, cô nghe thấy lời nói của anh dừng lại tất cả động tác. như vậy có lẽ sau này mọi người sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ? Đó là chắc chắn Hai người khác nhau một trời một vực Sao có thể gặp lại chứ Sau khi từ biệt cô sẽ không gặp được anh nữa Suy nghĩ này vừa sinh ra Trái tim Tô Vi Trần bỗng dưng đau đớn Tô Vi Trần cụp mắt Ngừng lại mấy giây Cô nghĩ đến một vấn đề đã quanh quẩn trong lòng rất lâu Có lẽ là ánh đèn hơi tối cho phòng Mang đến cảm giác an toàn cho cô Hoặc là vì cô cũng sắp chuyển đi rồi Tô Vi Trần xoay người qua Cuối cùng lên tiếng hỏi chuyện đó Anh sợ từ trước đến giờ sao anh lại ghét tôi như vậy? có lẽ sở an thành cũng không ngờ cô sẽ hỏi thẳng như vậy. sau khi sững người, anh ngẩng đầu đối diện với cô. tô vi trần nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong mắt anh, yên lặng đợi anh trả lời. hai người cứ nhìn thẳng nhau như vậy. cuối cùng sở an thành xoay mặt đi. anh do dự một chút, giọng nói cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. không, tôi không ghét cô. bỗng nhiên cô cảm thấy có bóng tối ập xuống, là sở an thành. anh kỳ lạ nhìn cô từ trên cao ánh mắt đó sâu như đáy hồ, sắc bén như chim ưng, lại nóng bỏng như lửa, trong đó còn có rất nhiều thứ cô không hiểu. Toàn thân anh xuất hiện một tư thế áp chế mạnh mẽ, tựa như đang khống chế bản thân. Một giây sau, sở an thành bỗng nhiên áp người xuống, tô vi trần cực kỳ hoảng hốt. Cô lùi về sau một bước, nhưng cánh tay sở an thành mạnh mẽ giữ lấy eo cô, áp cô lên tường. Anh bất động nhìn cô, Tô Vi Trần định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng anh vẫn hôn cô. Cánh môi mềm mềm thanh lạnh, nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Khi mới bắt đầu, anh chỉ nhàn nhạt tiếp xúc hoặc là do cô kháng cự. Rất nhanh, hơi thở của anh trở nên thô ráp nặng nề, hỗn loạn. Một tay anh giữ chặt lấy eo cô, không cho cô cử động. Một tay khác vuốt ve mặt cô. Anh dịu dàng làm loạn trên môi cô, mê hoặc cô hé môi vì anh. Giây phút Tô Vi Trần cảm thấy mình sắp tắt thở, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Anh say đắm nhìn cô, sau đó lại mạnh mẽ dứt khoát hôn xuống, tự như tham lam không chịu kết thúc cũng không biết bao lâu trôi qua cuối cùng sở an thành buông cô ra lùi về sau hai bước lồng ngực anh phập phồng kịch liệt đồng thời anh lại dùng ánh mắt cực kỳ quái lạ khóa chặt người cũng đang có hơi thở không ổn định thường là cô hồi lâu sau anh thu ánh mắt lại ngắt nghỉ từng chữ nói điều tôi chán ghét là bản thân mình ánh đèn cầy trong góc phát ra ánh sáng lờ mờ sườn mặt anh lạnh lùng cô độc thô vi trần thở gấp lùi về sau một bước thấp giọng nói bởi vì tôi dễ dàng đồng ý chuyển đến đây nên anh cho rằng tôi là một người con gái tùy tiện nên cứ tùy tiện hôn tôi như vậy, đúng không? Sắc mặt sở an thành thoáng chốc trầm xuống sương mù che phủ sở an thành nhìn cô chầm chầm nghiến răng nghiến lợi đáp một tiếng đúng cuối cùng anh xoay người đóng cửa phòng dầm một tiếng phòng khách trở nên u tối Tôi vi trần chỉ thấy cái bóng của mình bị ánh đèn kéo dài đơn độc uốn lượn đến góc tường sau nụ hôn vô duyên vô cớ và lần đối thoại kỳ lạ đó, không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên lạ thường. Dần già tôi thời cảm thấy không bình thường. Tô Vi Trần, chị với sở sư huynh sao vậy? Đương nhiên Tô Vi Trần lập tức phủ nhận. Tô Thời gãi đầu, vô cùng khó hiểu. Vậy sao gần đây hai người cứ kỳ kỳ lạ lạ? Hơn nữa bây giờ lần nào hai người cũng bảo em chuyển lời. Tô Vi Trần nói. Đâu có, bọn chị vẫn luôn như thế mà. Cô cứ qua loa với Tô Thời như vậy, tối nay tô vi trần ở nhà dọn dẹp nhà cửa sở an thành với tô thời thì chơi game trong phòng khách khi cô đang lau sàn xa xa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên tô thời lên giọng gọi cô tô vi trần điện thoại của chị tô vi trần bỏ trên sàn đất đầu không ngừng lên ai gọi chị thế tô thời nhìn màn hình điện thoại báo cho cô một người tên là lăng tiêu sở an thành nghe thấy cái tên này toàn thân lập tức cứng đờ sắc mặt cực kỳ quái lạ tô vi trần tháo găng tay nhận lấy điện thoại tôi thời đưa tới chào anh giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của lăng tiêu cách đường dây điện thoại chuyển đến tô vi trần mai cô có thời gian không nghe nói quán ăn số một hoàn hồ gần đây bỏ ra một số tiền lớn mời một đầu bếp nổi tiếng đến có hứng thú đi thử món ăn của ông ấy không tô vi trần nói gần đây tôi hơi bận hay là để lúc khác đây là một kiểu từ chối khéo người thông minh như lăng tiêu không thể không hiểu được vậy mấy hôm nữa tôi lại gọi cho cô lang tiêu vẫn vui vẻ nói tựa như chẳng chút để tâm được sau khi cúp điện thoại tô vi trần tiếp tục công việc của mình tô thời đang chơi điện thoại của sở an thành cũng không biết tại sao lại mở ra một tấm ảnh tô thời oa lên một tiếng tán thưởng đầy kinh ngạc sở sư huynh chị ấy là ai vậy ạ nữ thần sở an thành nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái không để tâm nói nếu như anh nói là bạn gái của anh thì em muốn nói gì tô thời nói ghen ghét đố kỵ chết mất sở an thành bật cười giơ tay búng tô thời một cái lần đầu tiên sở an thành đề cập đến cuộc sống riêng tư của mình tô thời không khỏi hiếu kỳ truy hỏi thêm sở xu hinh là bạn gái của anh thật sao sở an thành từ chối trả lời động tác lau sàn của tô vi trần ngừng lại một lát trong mấy giây dừng lại đó cô cảm nhận được tim mình chua chát sở an thành có bạn gái thì có gì kỳ lạ không có mới lạ ấy chứ nhưng thình lình nói với mình như vậy thô vi trần cũng cảm thấy trái tim như bị một thứ gì đó véo chặt ngay cả hô hấp cũng khó chịu nếu anh đã có bạn gái vì sao còn hôn cô hết lần này đến lần khác cô không hiểu thô vi trần mạnh mẽ lau khoảng sàn trước mặt không còn một hạt bụi tựa như chỉ có dùng sức như vậy mới có thể khiến trái tim cô dễ chịu hơn bỗng nhiên chỉ nghe thấy tiếng lách tách khẽ khàng có thứ gì đó rơi trên nền đất Tô Vi Trần vội vã lấy khăn lau đi, rất nhanh sau đó lại có tiếng lách tách vang lên. Tô Vi Trần đang bước bối, bỗng ánh mắt cô ngừng kết trên chiếc khăn lau màu trắng, nơi đó có vết máu đỏ tươi. Sao lại có máu? Tô Vi Trần cảm thấy mũi mình ướt át rinh dính. Cô giơ tay lên lau, chỉ nhìn thấy đầu ngón tay có máu. Cô vội vàng ngừng đầu lên, bóc mũi lại. Qua một lát máu ngừng chảy. Có phải gần đây vì cuộc thi của Tô Thời chất lượng giấc ngủ không tốt nên cô bị nóng trong? Tô Vi Trần cảm thấy mỗi ngày mình phải uống nhiều trà cúc hoa câu kỳ đường phèn hơn một chút, giúp hạ hỏa. Nhưng đêm đó đầu cô âm ỉ đau, lật qua lật lại cũng không ngủ được. Hôm sau, Tô Vi Trần dậy muộn, sau khi vội vàng đánh răng rửa mặt, cô đến địa điểm chụp hình. Từ lần trước sau khi nói chuyện với cô, Đinh Tử Phong không nói một tiếng đã đi nghỉ đi chơi. Nhếp ảnh xa mới và Tô Vi Trần vẫn trong thời kỳ làm quen, hiệu suất không cao. Ngày hôm nay, vốn dĩ lượng công việc chỉ trong 8 tiếng, nhưng chụp trọn đến 10 tiếng đồng hồ. Tô Vi Trần liên lạc với Đinh Tử Phong qua WeChat nhưng giống như anh không nhận tin nhắn vậy mãi không thấy trả lời cô hỏi Điền Giã, Điền Giã cũng không trả lời rõ được chỉ nói rằng tên Đinh Tử Phong không thiếu tiền, rất tùy hứng đi nửa năm cũng có khả năng xin lỗi chị Tô, làm kéo dài thời gian của chị nhiếp ảnh ra mới vô cùng khách sáo không sao, mọi người đều vì công việc chỉ cần khách hàng hài lòng là được mà Tô Vi Trần xách túi của mình đến phòng vệ sinh tẩy trang vốn cô muốn gọi điện thoại cho tô thời bảo họ ăn cơm trước không cần đợi cô nhưng mà lục tung túi lên cũng không sao tìm thấy điện thoại quay về nơi chụp cũng không thấy bóng sáng chiếc điện thoại đâu tô vi trần bình tĩnh suy nghĩ lại một lượt hết tất cả mọi nơi rõ ràng cô nhớ hôm nay không dùng điện thoại ở nơi chụp nhưng lại không nhớ ra được rốt cuộc sáng nay vội quá nên không mang hay là vô ý làm mất điện thoại rồi bỏ đi về nhà tìm lại một lượt vậy sau khi về đến nhà tô vi trần lật tung phòng ngủ của mình lên Tô Thời cũng giúp tìm một lượt trong nhà, khuyên cô. Bỏ đi Tô Vi Trần, rơi thì đã rơi rồi, dù sao chiếc điện thoại đó của chị cũng nên thay đi được rồi đấy. Bình thường Tô Vi Trần chỉ dùng điện thoại để liên hệ công việc, cho nên điện thoại đối với cô mà nói chỉ cần có thể nghe gọi và dùng được quy chat là được, kiểu mới kiểu cũ, căn bản cô không quan tâm. Nhưng đổi điện thoại là phải tiêu một khoản tiền, đối với người tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm, luôn muốn tích tiền như Tô Vi Trần mà nói, đương nhiên là rất đau lòng. Cô chưa từ bỏ, lại tìm từ trên xuống dưới, cuối cùng không thể không từ bỏ. Xem ra số tiền này không thể tiết kiệm được rồi. Buổi trưa hôm sau, tôi vi trần xuống lầu ăn cơm, bỗng nhiên sững người. Trên bàn vị trí cô vẫn luôn ngồi có đặt một chiếc điện thoại rất mới. Sở An Thành đứng ở cửa phòng đàn, sắc mặt thản nhiên. Đây là đồ người khác tặng tôi, bên trong còn có một chiếc sim mới, dù sao tôi cũng chỉ để không ở đấy, nếu như cô không chê thì lấy mà dùng. Nói rồi, Sở An Thành xoay người đi vào phòng đàn. Tựa như cô nhận hay không, súng hay không thì tùy cô, căn bản anh không để ý. Ánh mắt Tô Vi Trần lặng lặng rơi trên chiếc điện thoại. Cho dù cô không chạy theo trào lưu cũng biết đây là chiếc điện thoại ra mắt mới nhất của hãng điện thoại này. Các fan trung thành xếp hàng cả đêm cũng không chắc đã mua được. Rất lâu sau, cô quay đầu, qua cánh cửa phòng hé mở, Tô Vi Trần nhìn thấy anh khoanh tay trước ngực, đang lắng nghe tô thời đàn. Cô luôn không hiểu nổi sợ át thành. Nếu đã ghét cô như vậy, vì sao không dứt khoát ghét cô đến cùng đi? như vậy có lẽ cô sẽ không lo được lo mất như vậy cũng sẽ không luyến tiếc như vậy nữa thời gian cuối cùng cũng đến một đêm trước cuộc thi của tô thời tô vi trần đắp chăn cẩn thận cho tô thời tắt đèn chuẩn bị ra ngoài trong bóng tối tô thời bỗng nhiên nói tô vi trần em không muốn ngủ chị hát cho em nghe được không tô vi trần biết cậu lo lắng cho cuộc thi ngày mai hồi hộp căng thẳng nên không thể ngủ được cô ngồi xuống mép giường thấp giọng nói được em muốn nghe bài gì tô thời nói được không? Tô Vi Trần bật cười. Em lớn vậy rồi còn muốn nghe? Mặc kệ, em muốn nghe cơ. Tô Vi Trần gật đầu. Được, em muốn nghe thì nghe, Tô Vi Trần sẽ hát cho em nghe. Ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh, bầu trời tràn ngập ngôi sao nhỏ, treo lơ lửng trên bầu trời ban ánh sáng. Quả thực Tô Vi Trần không biết hát, nhưng giọng cô trong trẻo dịu dàng, bài hát vang lên khắp căn phòng ngủ tối tăm, cảm giác như có tiếng vọng đang lượn lờ Tô Vi Trần, chị hát hay lắm, nhưng rất lạ. Tô Vi Trần mỉm cười. Lạ cái gì? Hình như lúc em còn rất nhỏ, rất nhỏ, đã nghe rồi. Tô Thời nghiêng đầu mỉm cười nói. Em nghĩ nhất định là khi em vẫn là một em bé, chị đã hát bài này để dỗ em. Tô Vi Trần nói. Có thể. Cô ngừng một lát, vô cùng thất vọng. Đáng tiếc Tô Vi Trần đã không còn nhớ gì nữa. Tô Thời kéo tay cô khẽ lắc lư. Không sao đâu Tô Vi Trần, em nhớ là được, Chị hát thêm bằng tiếng Anh cho em nghe đi Em hơi buồn ngủ rồi Được Thôi đó Tô Vi Trần hát rất nhiều lần Mãi đến khi Tô Thời nhắm mắt say ngủ Bình thường hành động cử chỉ của Tô Thời Giống như người lớn vậy Nhưng khi ngủ say hàng mi dài hơi cong Khiến người ta nhớ đến thiên sư đáng yêu Phát sáng trong chuyện thần thoại Bạch Tuệ luôn nói Tô Thời liên lụy đến cô, nhưng Bạch Tuệ không biết trên thế giới cô đơn này, nếu như không có Tô Thời cùng chia sẻ hơi ấm với cô, một mình cô sẽ đáng thương đến nhường nào. Có Tô Thời ở bên cạnh, đi con đường này, cho dù có mệt, cũng không mệt như vậy nữa, cho dù có khổ, cũng không khổ như vậy. Tô Vi Trần cúi người hôn nhẹ lên trán Tô Thời, cô nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại đi ra ngoài, nhìn thấy sự an thành trong phòng khách. Anh đang dựa người vào sofa, đôi chân thon dài nhàn nhã vắt chéo trong tay cầm một quyển sách chuyên ngành tô vi trần vừa muốn rời đi lại không nghĩ sở an thành xoay đầu lại cô không kịp tránh hai người bốn mắt nhìn nhau tô vi trần cắn môi không nhịn được hỏi anh sở tôi có thể hỏi anh một chuyện được không sở an thành nhướng mày như đang đợi cô nói tô vi trần hỏi tô thời có cơ hội nhận giải không sở an thành hơi hợt nói Cuộc thi lần này theo như tôi biết, trong số những người tham gia có 5 người rất giỏi, trong đó có một thần đồng âm nhạc được xưng là trăm năm có một, Lôi Nặc. Cậu ta quyết tâm giành được quán quân lần này. Lôi Nặc, một năm trước không ai biết đến cái tên này, nhưng trong cuộc thi dương cầm tiểu học toàn quốc năm trước, cậu ta đã bộc lộ tài năng bằng bản độ khó cực cao. Vì độ khó của bản nhạc này cao nên rất ít khi được dùng để tham gia cuộc thi, nhưng Lôi Nặc làm được, hơn nữa còn bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được vị trí đầu tiên của cuộc thi lần này cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc được coi là cuộc thi piano cấp cao nhất trong nước lôi nạc được mọi người kỳ vọng là đối thủ có năng lực đạt được giải thưởng cao nhất cuộc thi còn chưa bắt đầu báo chí và truyền thông toàn quốc đã dùng nhiều trang giấy để giới thiệu vị thần đồng này còn dự đoán ngôi vị quán quân của cậu ta là chuyện nằm trong dữ liệu sở an thành nói có điều tôi không bàn luận với tô thời về bất cứ đối thủ nào của nó nó cũng không cần biết câu nói nghe con không sợ hổ tôi vọng tô thời có thể như vậy Điều thằng bé cần làm trong cuộc thi chính là phát huy trình độ bình thường của mình. Kết quả như thế nào ai cũng khó đoán trước, điều có thể nói chỉ là nền móng của Tô Thời rất vững chắc, chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cụ thể ra sao vẫn phải dựa vào sự phát huy của thằng bé ở hiện trường, cùng với Sở An Thành muốn nói lại thôi, rồi không nói tiếp nữa. Tô Vi Trần khẽ ừ một tiếng, "Tôi hiểu rồi. Cuộc thi sẽ xảy ra rất nhiều tình huống, cũng có thành phần may mắn, có đôi khi thậm chí còn có cả nhân tố con người." Tô Thời rất xuất sắc, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đồng ý dạy cho nó. Dòng sự an thành nhàn nhã vang lên sau lưng cô, anh đang làm cho cô thả lỏng, yên tâm. Tô Vi Trần chân thành nói cảm ơn anh, cùng với lời chúc ngủ ngon. Sở An Thành không nói thêm nữa, chỉ nhìn cô biến mất sau cánh cửa. Hôm sau, nhà hát lớn Lạc Hải, cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc đã khai mạc. Nhân viên công tác và người nhà thí sinh qua qua lại lại, cố gắng đặt nhẹ bước chân để thấp giọng nói, bầu không khí căng thẳng của cuộc thi vô hình chung bao phủ toàn bộ khán phòng. Tô thời rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay, hít thật sâu. Trước khi lên sân khấu, sở an thành chỉ nói với tô thời mấy câu như vậy. Chỉ cần em đàn như bình thường là được, không cần nghĩ quá nhiều, có được giải hay không là một chuyện khác. Nếu như em không ưu tú, anh lãng phí nhiều thời gian như thế để làm gì? Tô thời gật đầu, trong mắt thằng bé có một sự ánh sáng gọi là tự tin. Sở an thành vỗ vai cậu. Đi đi, Sở sư huynh biết em làm được mà Kết quả đúng như sở an thành dự liệu Tô thời phát huy hoàn toàn xuất sắc Rất thuận lợi đánh rất mấy đối thủ hạt giống như trịnh hạn Trong vòng thi đầu tiên Cậu bé vượt qua dự đoán của mọi người Đạt được vị trí thứ hai Xếp sau thần đồng lôi nặc Tô thời rất thuận lợi lọt vào vòng thi cuối cùng một phía khác, đối mặt với một đứa bé từng là bại tướng dưới tay con trai mình, bây giờ lại có thể đạt được thành tích cao hơn con trai trịnh hạn của mình nhiều như thế. Mẹ trịnh hạn đương nhiên cực kỳ không phục bà ta tìm cơ hội đến nhà vệ sinh nhân lúc đó tiếp cận mẹ lôi nặc thằng bé tô thời đó đàn kém mới lôi nặc nhạc chị nhiều nghe thấy có người khen con trai mình đương nhiên bà lôi cảm thấy cực kỳ thoải mái bà ta cười cười khách sao nói cháu nào cũng đàn rất giỏi thằng bé tô thời đó là bạn cùng lớp với con trai tôi tại cuộc thi tuyển chọn trường bọn trẻ tổ chức năm nay nó còn không được lọt vào top 3 bà trịnh khinh bỉ bĩu môi sau đó bà ta có ý đồ khác để thấp giọng nói cũng không biết tại sao lại trà trộn vào cuộc thi này được bây giờ lại có thể đạt được vị trí cao như thế ở vòng loại bà lôi nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhạt bình thản nói vậy sao bà trịnh lại nói tiếp theo tôi nghe ngóng được thằng bé tôi thời đó đều là học sinh của tiểu học trực thuộc viện âm nhạc lạc hải với trịnh hạn nhà tôi trình độ ngày thường như thế nào mọi người đều biết rõ bà ta đổ thêm dầu vào lửa nói một hồi bà lôi chỉ ồ một tiếng như thể không muốn tìm hiểu thêm Bà Trịnh thấy chia sẻ không thành, tức giận xoay người rời đi. Nhưng bà ta không biết khi mình đi xa rồi, ánh mắt bà lôi hơi lóe lên, trong lòng hình như đang có tính toán. Trước vòng thi cuối cùng, Tô Vi Trần còn căng thẳng hơn cả tô thời, mồm miệng khô khốc, lòng bàn tay đầm điểm mồ hôi. Cô có tất cả những triệu chứng của hội chứng trước thi. Cách vòng thi chỉ mười mấy phút, sở an thành trong bộ dạng cải trang đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính vẫn đang hướng dẫn tô thời. Nếu như chỉ dùng tay, mặc dù cũng có thể thay đổi cảm xúc, nhưng tình cảm không xuất phát từ trái tim thì không thể rung động người khác. Nhớ lần trước anh nhấn mạnh với em điều gì không? Tay và hơi thở phải liên hệ với nhau, phải đàn mang theo cảm xúc của mình với ca khúc, giao lưu với người nghe. Tô thời là một động tác hít thở. Đúng, Sở An Thành tán thành mỉm cười. Em chỉ cần đàn ra được cảm xúc của mình là được, những thứ khác không cần lo. Vị trí đầu tiên chỉ có một, cho nên đã xác định có rất nhiều rất nhiều người chơi đàn không thể có được vị trí đầu tiên, hưởng thụ quá trình là quan trọng nhất đối với những thứ mang tính chuyên ngành tô vi trần không chen lời vào được điều cô có thể làm chỉ là yên lặng ở bên họ ở một chỗ không xa mẹ lôi nặc ẩn mình trong góc khuất một mực quan sát họ từ sau khi bà trịnh nói xong những lời đó bà ta liền yên lặng quan sát tô thời chị tô thời còn có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo kính đen và khẩu trang bà ta câu mày nhìn người đàn ông càng nhìn càng thấy quen mắt hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi không phải là người xa lạ Bà Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, có một cái tên hiện ra, bà ta kinh ngạc bịt miệng mình lại. Người này, người này là vương tử piano, sở an thành. Trong đầu bà ta bỗng nhiên vụt qua lời nói mẹ của Trịnh Hạn. Thằng bé tô thời đó, trong cuộc thi tuyển chọn trường bọn trẻ tổ chức năm nay, nó còn không được lọt vào top 3, cũng không biết tại sao lại trà trộn vào cuộc thi này được. Mẹ Lôi nặc càng nghĩ, càng cảm thấy trong đó có thủ đoạn. Lúc này sở an thành nhận một cuộc điện thoại, anh đi ra xa vài bước, Tô Vi Trần lấy một chai nước suối, Tô Thời muốn uống nước không? Tô Thời vẫn luôn mang dáng vẻ của một người lớn, nhưng khi tham gia cuộc thi lớn chính thức đầu tiên của cuộc đời, hơn nữa còn lọt vào vòng cuối cùng, lúc này cậu cũng không tránh khỏi căng thẳng, để nỗi chán đầy mồ hôi, đứng ngồi không yên. Tô Vi Trần, em hơi khát, nhưng em sợ uống xong sẽ buồn đi vệ sinh. Tô Vi Trần vẫn nắp chai, vậy uống một chút nhấp miệng được không? Tô Thời gật đầu, Tô Vi Trần lại không làm sao mở được nắp chai, cô đang đấu vật với chiếc nắp thì thấy một cánh tay thon dài từ bên cạnh với qua, đón lấy chai nước sở an thành dùng vai giữ điện thoại tay trái cầm chai nước ngón tay phải thon dài xoay nhẹ nắp chai chiếc nắp đã được mở ra anh tiện tay đưa cho tô vi trần toàn bộ quá trình tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn ăn ý đến mức không thể ăn ý hơn trong lòng bà lôi bất giác dao động ánh mắt đăm chiêu của bà ta nhìn tô thời đang uống nước mặt mũi sáng sủa vô cùng đáng yêu bà ta bỗng nhiên thấy không bình thường đột nhiên ngước mắt một lần nữa nhìn sở an thành mặt mũi tuấn tú sâu trong đáy lòng hiện lên một suy nghĩ. Hay là... Tô Thời nhấp môi một ngụm nhỏ, làm ẩm khoang miệng khô khốc. Vừa mới nuốt xong ngụm nước, một nhân viên vội vàng chạy tới. Số 19, sắp đến số 19 Tô Thời rồi, mời chuẩn bị lên sân khấu. Tô Thời kéo tay Tô Vi Trần. Tô Vi Trần! Lòng bàn tay nhỏ ướt đẫm, quả thực Tô Vi Trần cũng rất căng thẳng, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ thoải mái, chỉnh sửa lại nơ áo cho cậu. Không sao đâu, chỉ lên đàn một bài thôi, mỗi ngày em đều đàn mà, chị tin em nhất định có thể làm được sở an thành thì vỗ đầu cậu cổ vũ đi đi tin sở du huynh em có thể tô thời phân một tiếng rồi rời đi theo nhân viên bóng lưng trong chiếc áo vest đuôi tô màu trắng dần biến mất sau tấm rèm sân khấu tô vi trần lo lắng vô cùng trước kia đọc sách trong sách nói bố mẹ luôn dõi theo bóng lưng con cái dần đi xa mặc dù tôi là chị tô thời nhưng bây giờ tôi cũng có thể trải nghiệm thứ cảm xúc vừa phức tạp vừa chua sót vừa vui mừng lại vừa luyến tiếc đó sở an thành nhìn cô mấy giây sau anh nhấc chân đi ra ngoài tô vi trần hỏi anh đi đâu vậy sở an thành nói đi nghe âm thanh chân thực nhất của các thí sinh sở an thành đi đến nơi diễn ra cuộc thi ngồi xuống hàng ghế cách sân khấu xa nhất cảm nhận được hiệu quả âm thanh chân thực nhất của toàn bộ cuộc thi một cơn đau đầu kịch liệt trước giờ chưa từng có đột ngột ập tới tiếng đàn piano bên tai như tiếng ma quỷ từng tiếng từng tiếng xuyên qua não bộ tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo tô vi trần chống vào tường nhắm mắt dần điều chỉnh lại một lúc lâu sau cơn đau mới dần lui đi tô vi trần lau mồ hôi lạnh trên chán thầm nói có phải gần đây mình mệt mỏi quá không không nghỉ ngơi đủ ư tô thời đợi phía sau sân khấu bỗng có người vỗ vai cậu tô thời quay đầu lại nhìn thấy trịnh hạn và hai đồng bọn của cậu ta trịnh hạn nói giỏi nhỉ tô thời vào vòng chung kết rồi đấy tô thời cảnh giác lùi ra sau một bước bọn mày muốn làm gì chẳng làm gì mọi người cùng trường cố ý đến chúc mừng mày thôi đàn cho tốt hạ gục lôi nặc đó đi cầm giải quán quân về cho trường mình trịnh hạn cổ vũ cậu để nói giảm xí kiểu này tôi thời có ngốc cũng không tin cảm ơn còn chuyện gì không không thì tôi còn phải lên sân khấu rồi không không mày lên đi phát huy thật tốt vào trịnh hạn mỉm cười xua tay nhìn cậu lên sân khấu người bình thường ở trường hống hách như trịnh hạn cũng sẽ yêu thầy miến bạn như thế sao tuyệt đối không thể một sự cảm không tốt men theo sống lưng bỏ lên cổ tô thời Lúc này, bài đàn của một thí sinh trên sân khấu kết thúc, nhân viên công tác dẫn Tô Thời lên sân khấu, Tô Thời mặc một bộ vest đuôi tôm, cúi đầu chào ban giám khảo, sau đó tự tin đi về phía chiếc đàn piano màu đen đặt ở giữa sân khấu. Bản nhạc Tô Thời đàn là của Franz Liszt, đàn rất tốt, mạnh mẽ và mềm yếu đối lập với nhau, mỗi một nốt nhạc đều bay lượn khắp nơi. Sở An Thành nhắm mắt, cảm nhận những nốt nhạc đang bay bổng trong không khí, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tiếng nhạc rõ ràng dần yếu đi nhưng lực ngón tay của tô thời không giảm đây là động tác rất khó nhưng tô thời đã làm được khi sắp kết thúc đột nhiên nghe thấy tô thời kêu lên một tiếng a à thất thanh giống như bị rán độc cắn vào chân vậy cậu đứng bật dậy người xem bên dưới không biết sân khấu đã xảy ra chuyện gì lập tức đưa mắt nhìn nhau sở an thành và tô vi trần đồng thời nhấc chân chạy lên sân khấu khi sở an thành đến nơi chỉ thấy một con thằn lằn nhỏ chui ra từ áo tô thời sắc mặt tô thời trắng bệch rõ ràng đã rất sợ hãi sở sư huynh không phải em cố ý em chỉ thấy có thứ gì đó bò vào áo em dường như muốn cắn em sở an thành vỗ đầu cậu nhẹ nhàng nói không sao đàn nốt đoạn cuối cùng đi tô thời lau nước mắt cúi người xin lỗi khán giả sau đó cậu ngồi xuống tiếp tục bản nhạc khi nãy khán giả sôi nổi nhiệt liệt vỗ tay cho tô thời nhất định là bọn trịnh hạn sau khi xuống tô thời kể lại chuyện trước khi lên sân khấu gặp bọn trịnh hạn người ra sân khấu thứ hai từ cuối lên là lôi nặng cậu ta đàn quả thực không tệ kỹ xảo thành thạo nhưng so với tô thời trong âm nhạc của cậu ta vẫn thiếu một chút linh tính rất nhiều khi thiên tài quả thực là món quà ông trời ban tặng có thể gặp nhưng không thể cầu chẳng bao lâu kết quả chung cuộc của cuộc thi đã được công bố mc đọc tên của từng người nhận giải thưởng người đoạt giải ba của cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc là người đạt giải nhì của cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc là và lần này người đạt giải nhất của cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc là bạn học lôi nặc. Xảy ra tình huống như vậy, trong lòng tô thời đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy thứ tự công bố trên sân khấu, cậu vẫn tủi thân cúi đầu. Tô Vi Trần vô cùng đau lòng, ôm lấy bả vai tô thời, an ủi cậu. Tô thời, không sao đâu, em đã rất giỏi rất giỏi rồi. Tô thời cúi đầu không nói, sự an thành vỗ đầu cậu. Tô thời, em có phải đàn ông con trai không? Đàn ông con trai phải trải qua mưa gió, chút chuyện nhỏ xíu như thế này bỏ bèn gì, cuộc thi sau này còn nhiều, sẽ có nhiều cơ hội đạt giải. Bất luận có giải hay không, cuộc thi này cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đều đã trở thành quá khứ, em có giàu dĩ cũng không thể thay đổi kết quả. Đi, sở sư huynh mời em ăn một bữa đã đời. Dù sao cũng là thần tượng, tô thời nghe lời sở an thành, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm sau khi sở an thành dừng xe lại tô vi trần có chút kinh ngạc nhà hàng bít tết này vô cùng nổi tiếng ở lạc hải vì sao nổi tiếng ư? vì cửa hàng nhỏ bắt chẹt khách hàng, cửa hàng khiêm tốn và tinh tế nhưng số lượng bàn cực ít, mỗi lần đều phải đặt trước cả tháng trời. hiển nhiên sở an thành đã sắp xếp bữa tối này từ rất lâu trước đó. giây phút đó trong lòng tô vi trần có chút rung động chỉ vì sở an thành thật lòng đối tốt với tô thời. sở an thành nói: tô thời, đầu bếp bữa đây có món bít tết nướng đặc sắc vô cùng chính thống, anh gọi cho em món này nhé, được không? vâng. Chữ vương này ỉu xìu hoàn toàn không có tinh thần như ngày thường. Khi biết tết nướng được mang lên vẫn bốc khói nghi ngút trên chiếc đĩa kim loại, mùi vị tươi ngon. Nếu là bình thường Tô Vi Trần chắc chắn Tô Thời sẽ khen ngợi hết lời, ăn ngồm ngoàm. Nhưng lúc này cậu vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc thi, không muốn ăn uống chút nào. Cậu ăn được mấy miếng rồi nói. Sở sư huynh, em đi nhà vệ sinh một chút, anh với Tô Vi Trần từ từ ăn. Đương nhiên Tô Vi Trần không yên tâm, đặt sao dĩa xuống đi theo không lâu sau điện thoại tô vi trần đặt trên bàn sáng lên sở an thành đăm chiêu nhìn chằm chằm mấy giây giơ tay lấy qua mới nhìn đến cái tên trên màn hình sở an thành đã cau mày không phải mới đổi số sao nhanh như vậy cậu ta đã biết rồi nhưng nghĩ lại tô vi trần làm việc ở studio của họ muốn có số điện thoại cũng chẳng có gì khó khăn bà chữ đinh tử phong lóe sáng làm anh đau mắt sở an thành trầm ngâm mấy giây trượt màn hình tắt máy anh úp điện thoại xuống đặt về chỗ cũ khi ngước mắt lên ở nơi không xa có bóng dáng mảnh khảnh đang cùng tô thời chậm rãi đi qua mãi khi về đến nhà tô vi trần mới phát hiện điện thoại tắt nguồn cô vỏ tóc nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ mình bất cẩn tắt máy khi nào nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều đinh tử phong đã gọi điện thoại đến anh nhìn thấy kết quả cuộc thi trên mạng rồi nói với tô thời thằng bé làm rất tốt không được giải vì để cho thằng bé không quá kiêu ngạo vẫn có không gian để mà tiến bộ mấy ngày trước sau cuộc nói chuyện đó không lâu đinh tử phong đột nhiên biến mất Tô Vi Trần cũng chỉ biết anh ra ngoài du lịch từ chỗ nhấp ảnh ra thay thế anh. Tô Vi Trần thở dài. Thằng bé còn nhỏ, buồn bã thất vọng cũng khó tránh. Nhưng em tin Tô Thời có thể tự điều tiết. Đúng rồi, khi nào anh về Lạc Hải? Nghe vậy, ở đầu kia điện thoại, Đinh Tử Phong cười. Rất nhanh sẽ quay về, về đến nơi em với Tô Thời phải tẩy trần cho anh đấy. Tô Vi Trần nói. Đó là điều tất nhiên. Được, vậy cứ vui vẻ quyết định thế nhé. Ngày thứ hai sau cuộc thi, Tô Vi Trần bắt đầu thu dọn đồ đạc sở an thành thu hết mọi thứ trong tầm mắt trầm mặc đối diện tô thời gọi điện thoại cho chu minh nhân báo cáo tình hình cuộc thi đương nhiên chu minh nhân đã sớm hiểu rõ tình hình từ sở an thành ông cổ vũ tô thời lần đầu tiên tham gia cuộc thi có thể vào vòng chung kết đã giỏi lắm rồi tiếp theo đó phải tiếp tục cố gắng tô thời đáp vâng ạ à, thầy chu con sẽ không nản lòng con sẽ cố gắng hơn nữa chu minh nhân vui mừng không thôi sau khi cúp điện thoại ông nói với tiêu quan địch mặc dù cuộc thi lần này xảy ra tình huống bất ngờ nhưng thằng bé tô thời tôi kỳ vọng vào nó sau này á phải khiến đám người đó ghen tị tôi hết lời một lần nữa tiêu quan địch thấy ông nói đến cuộc thi piano tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều bèn nói vậy ông mau khỏe đi đợi qua tết truyền dạy hết bản lĩnh bảo bối của ông cho tô thời qua tết thầy chu sẽ đích thân dạy dỗ tô thời sở an thành sẽ ở đâu các quốc gia âu mỹ những cuộc biểu diễn những sân khấu với ánh đèn rực rỡ và xiêm y lộng lẫy khi đó anh và họ không gặp nhau nữa tô vi trần âm thầm thở dài dùng chiếc hộp màu xanh ngọc gói chiếc khăn đã đan xong lại kết thêm một chiếc nơ bằng lụa màu đen ở bên trên sau khi làm xong tất cả cô vẫn không yên tâm kiểm tra trên dưới trái phải một lượt mở cửa phòng ngủ ra cô nhìn thấy sở an thành đang đứng bên cửa sổ sát đất nhìn mặt trời đến xuất thần anh đứng nghiêng người dáng dấp thẳng tắp mảnh khảnh cô đưa chiếc hộp cho sở an thành anh sở cảm ơn anh luôn chăm sóc tô thời trong thời gian vừa qua nhà chúng tôi thuê đã sắp xếp ổn thỏa rồi trong tuần này là có thể chuyển đi làm phiền anh lâu như vậy rồi đây là một chút tấm lòng của tôi mặc dù không đáng tiền nhưng hy vọng anh có thể nhận ánh mắt sở an thành yên lặng rơi trên chiếc hộp anh không nhúc nhích tô vi trần cứ giơ mãi như vậy chiếc hộp tuy không nặng nhưng nhấc một thời gian dài cánh tay cũng bắt đầu tê dại cuối cùng sở an thành giơ tay ra nhận lấy nhàn nhạt, nhạt nói cảm ơn tôi thời hiếu kỳ nói sở sư huynh mau mở ra xem xem là quà gì Tô Vi Trần kì bo lắm, mãi không chịu nói với em." Sở An Thành cười nhàn nhạt, nhạt đưa cho cậu, "Em mở ra xem giúp anh." Đương nhiên Tô Thời vô cùng tình nguyện, cậu bé vừa mở nắp hộp ra đã nhìn thấy một chiếc khăn màu đen. Sở An Thành như bị con gì cắn vậy, toàn thân cứng đờ, chút ý cười nhàn nhạt, nhạt nơi khóe miệng nháy mắt biến mất, anh lập tức xoay người rời đi. Tô Thời hoang mang không hiểu, "Tô Vi Trần, sở sâu huynh sao vậy, có phải anh ấy không thích chiếc khăn này không?" Tô Vi Trần nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, nhạt. Không biết nữa, chắc sở sư huynh của em bỗng nhiên nhớ ra có việc. Chắc chắn anh chán ghét chiếc khăn này, không muốn nhận. Không phải Tô Vi Trần không tổn thương, cô quay về phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp khác, cố gắng mỉm cười đưa cho Tô Thời. Đây là chị tặng em, cũng là khăn, mặc dù lần này Tô Thời không đoạt giải, nhưng trong lòng Tô Vi Thần, Tô Thời luôn luôn là số một. Tô Thời lập tức cảm động, cầu khịt mũi, ôm chặt lấy chiếc hộp, gọi một tiếng. Tô Vi Trần, xem xem có thích không? mềm mại, ấm áp, tô thời sờ chiếc khăn màu đen trắng. Em thích, thích lắm, tô vi trần, cảm ơn chị. Tô vi trần giơ tay vào rối tóc cậu, giả vờ tiêu sái nói. Có gì mà cảm ơn, nhớ đồng ý với tô vi trần, sau này có vợ rồi, đừng quên bà chị già này là được. Tô thời ôm eo cô. Không đâu, tô thời mãi mãi đối tốt với tô vi trần, mãi mãi, mãi mãi. Tô Vi Trần xoa đầu cậu, ánh mắt thất thần nhìn chiếc hộp màu xanh ngọc dưới ánh đèn vàng một chiếc khăn len xù xì lại cô độc quạnh quẽ như vậy tựa như chỉ là hình dáng cô đơn trong tấm ảnh suy nghĩ linh tinh cả một buổi tối chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém hôm sau tô vi trần dậy muộn khi đi từ phòng ngủ ra đã là gần trưa trên chiếc bàn trà ngoài phòng khách trống không chiếc hộp đựng khăn không còn nữa anh nhận rồi sao tô vi trần lại sững người trước đó cô không hiểu sở an thành bây giờ khi sắp chuyển đi cô vẫn không hiểu trong nhà không có người Tô Vi Trần ở phòng khách làm đồ thủ công, những cây hoa cỏ trên ban công phòng khách đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sau đó cảm thấy mệt rồi, cô bèn xoa cổ dựa vào sofa nghỉ ngơi một chút. Vì tối qua ngủ không ngon nên chẳng bao lâu cơn buồn ngủ mãnh liệt đập tới. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sở An Thành về đến nhà liền nhìn thấy hình ảnh bình yên tĩnh lặng này. Ánh nắng của buổi trời chiếu nhẹ nhàng vào căn phòng giống như đôi cánh mềm mại phủ lên người cô. Sở An Thành không biết mình đã nhìn bao lâu, anh khẽ nhấc chân đi về phía cô. Sườn mặt cô dịu dàng, lông mi cong dài, chiếc mũi thanh tú, còn có mấy sợi tóc mềm mại rủ xuống gần cổ trắng nõn, mỗi chỗ đều như tạo hóa thiên vị, tỉ mỉ chế tạo thành. Hai tay sợ án thành nắm lại thành năm đấm. Anh cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh vẫn tiến lên trước hai bước, chậm chạp sơ tay ra, phèn mấy lọn tóc rơi trên mặt cô cài ra sau tay. Không biết là vì có cảm ứng hay vì động tác này đã kinh động đến tô vi trần, cô lẩm bẩm một tiếng rồi cò cọ vào ghế sofa. Sở An Thành cho rằng cô sắp tỉnh, lập tức nín thở. Nhưng chỉ thấy Tô Vi Trần cọ cọ như một con mèo nhỏ, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Chỗ sofa cô vừa nằm bò ra có màu sắc hơi bất thường, đầu mày Sở An Thành hơi cau lại, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào sofa, sao lại ướt ướt nhỉ? Một giây sau, anh đột nhiên bừng tỉnh. Đây là nước dãi của Tô Vi Trần. Sở An Thành khẽ mỉm cười, đó là nụ cười ngay bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy dịu dàng, thương yêu. Ánh mắt anh dừng lại chăm chú trên cánh môi của Tô Vi Trần, bóng mịn hồng hào, căng mọng, giống như những loại kẹo đẹp đẽ được trưng bày trong cửa hàng bánh kẹo, cực kỳ mê người. Nhưng mùi vị ngọt ngào tươi đẹp của cô, mọi loại kẹo trên đời này đều không sánh bằng một phần. Những ký ức triển miên mãnh liệt đó cuộn trào như nước, ầm ầm kích thích trong đầu. Sở An Thành bỗng cảm thấy cổ họng vừa khô vừa căng chặt. Mặc dù mấy ngày nay anh cố ý muốn quên đi, nhưng cố gắng lâu như vậy, cuối cùng anh đã hiểu chẳng qua chỉ là công toi bây giờ sự hấp dẫn ngày nhớ đêm mong này đang ở trước mắt giơ tay ra là có thể với tới yết hầu sở an thành không ngừng chuyển động lên xuống cuối cùng anh vẫn không nhịn được chậm chạp cuối người khẽ khàng chạm vào hôn trộm một cái cô ngủ rất say sưa không hề phát hiện bất cứ thứ gì sở an thành ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay phải mềm như không xương của cô đan mười ngón tay với cô tô vi trần tô vi trần mỗi chiếc cái đều xoay tròn trong miệng anh triển miên dai rằng. phòng khách cực kỳ yên tĩnh không có lấy một chút tạp âm trong buổi chiều ánh dương sán lạn đó sở an thành cảm thấy căn phòng này chính là một thế giới một thế giới chỉ thuộc về anh và tô vi trần giấc ngủ say sưa của tô vi trần bị tiếng chuông điện thoại của chị la đánh thức cô mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại cô tô phiền cô nói với anh sở giúp tôi tôi có chuyện gấp phải về quê thời gian này không thể qua làm việc nhà giúp cô cậu rồi thực sự rất xin lỗi phiền cô nói với anh sở mời một người giúp việc khác vậy cũng không biết vì sao thời gian gần đây chị la đã quen thông báo mọi việc với cô tôi vi trần nghe thấy giọng nói gấp gáp của chị la quan tâm hỏi chị la xảy ra chuyện gì vậy chị la nói mẹ chồng tôi trượt ngã bên hồ gãy chân rồi chúng tôi phải mau chóng về chăm sóc bà cụ nửa năm tới sợ là không về Lạc Hải, cho nên bên phía anh Sở nhờ cô Tô nói xin lỗi giúp một câu, bây giờ là cuối năm rồi, tìm người làm thay chắc là rất phiền phức, nhưng tôi quả thực không còn cách nào khác nữa rồi. Tô Vi Trần an ủi chị, mọi chuyện chữ hiếu vẫn là trên hết, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi, còn nữa, nếu chị cần giúp nữa gì thì cứ nói ạ. Chị La sảng khoái nói, cảm ơn cô Tô, tạm thời không có gì, nếu như có tôi sẽ liên lạc với cô dẫm chân trần trên nền nhà bởi vì máy sưởi mở vừa phải nên cảm thấy rất ấm áp không lạnh chút nào cô kéo rèm cửa ra phát hiện ngoài cửa sổ đã là chập tối ôi sao lại ngủ muộn thế này cô vò mái tóc dài chuẩn bị xuống lầu nhưng một giây sau cô đột nhiên cảm thấy không hợp lý rõ ràng cô ngủ ở phòng khách về phòng ngủ lúc nào vậy chẳng lẽ mình ngủ đến hồ đồ rồi tiếng piano dưới nhà đã ngừng hiển nhiên là thời gian luyện đàn của tô thời hôm nay đã kết thúc Tô Vi Trần dẫm chân trần trên nền đất giang loáng, không phát ra một tiếng động. Trong phòng đàn không có ai, phòng khách lớn cũng không thấy. Hai người này đi đâu vậy ta? Tô Vi Trần cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói của Tô Thời. Lúc này, Tô Vi Trần mới chú ý tới ánh sáng yếu xuất phát từ khay cửa nhà bếp. Cô khẽ đẩy cửa ra một khay hở, chỉ thấy Sở An Thành và Tô Thời, hai người một lớn một nhỏ, đang mặc hai chiếc tạp dề đáng yêu bận rộn trong nhà bếp bếp ga mở lửa nhỏ canh trong nồi đang sôi ủng ục bốc khói nghi ngút sở an thành phụ trách công việc dạy dỗ đúng như thế đấy chậm rãi đập thịt bò rắc chút muối làm vậy để tăng cảm giác cho thịt bò sau đó thì lấy tỏi sát đều vào hai mặt anh làm nóng chảo trước chuẩn bị cho dầu ăn vào chiên sở sư huynh tô vi trần nói em có tài năng nấu ăn thiên bẩm lần sau em làm cho anh ăn thử không được nhỡ đầu tay em bị thương thì sao nghe lời bữa cơm này em chỉ được làm những chuyện anh dặn những thứ khác không được động vào biết không hả vâng ạ à. sở an thành xoay người mở nắp nồi dùng môi gỗ múc một thìa cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tô thời tô thời há miệng uống thử vui sướng vô cùng sở sư huynh là súp ngô anh nấu ngon quá món ngon nhất em từng ăn đấy ạ sở an thành mỉm cười dáng đèn vàng sắc mặt anh cực kỳ dịu dàng thật sao tô thời gật đầu thật mạnh sau đó giơ bốn ngón tay ra sở sư huynh em có thể thề sở an thành cười bốn trong một hai ba bốn hả rất hiếm khi nhìn thấy sở an thành cười lớn thoải mái như vậy đôi mắt cong cong lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn sán lạn đến mức khiến người ta nhớ đến bãi biển mùa hạ bầu trời xanh lam gió mát và nắng vàng tiểu tô thời nhà chúng ta thích ăn hơi mặn đúng không tô thời giơ hai tay ra trước mặt như đang bẩm báo lớn tiếng trả lời anh vâng tô vi trần nhà chúng ta cũng thế được rồi anh trưng nước sốt mặn một chút em tránh xa nổi ra cẩn thận bỏng tay. Sở An Thành lại dặn dò. Sở sư huynh không sợ bị bỏng sao? Anh là người lớn biết chú ý. Sau đó hai người nói chuyện không hết chủ đề. Tô Thời bỗng nhiên hỏi, Sở sư huynh có phải anh đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới không ạ? Sở An Thành gật đầu. Tô Thời hỏi, anh đã đến Bước chưa ạ? Cánh tay đang khuấy sốt của Sở An Thành dừng lại, mấy giây sau mới trả lời cậu. Đến rồi. Nơi đó có đẹp như trong phim điện ảnh không ạ? Ừ, đẹp hơn trên phim điện ảnh, phim truyền hình với tạp chí, nơi nơi đều là phong cảnh. Núi tuyết nguy nga, hồ nước xanh biếc, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, dọc đường là hoa tươi nở rộ, không nơi nào không khiến người ta lưu luyến khó quên. Vậy thì tốt. Tốt gì cơ? Đợi em lớn lên, tích cóp đủ tiền, em phải đến đó mua nhà, đưa Tô Vi Trần qua đó sống. Tô Vi Trần ở ngoài cửa sững sờ với câu nói này. buồn dĩ cô chỉ tiện miệng nói chơi thôi, nhưng Tô Thời lại nhớ rất kỹ. Bên trong cánh cửa, Sở An Thành hỏi Vì sao? Tô Thời đáp Bởi vì Tô Vi Trần rất thích chỗ đó, chị ấy đã từng nói với em mơ ước lớn nhất của chị ấy chính là có một căn nhà nhỏ cổ tích có lò sưởi ở đó. Rất lâu sau, Sở An Thành mới chậm rãi nói ra hai chữ Vậy sao? Tô Thời đáp Cho nên nhất định em phải luyện đàn chăm chỉ em phải là một nghệ sĩ dương cầm sau đó góp tiền mua một căn nhà cổ tích cho Tô Vi Trần Tô Vi Trần nói, không cần to quá, chỉ cần đủ ở là được, sau khi em lớn nhất định phải giúp Tô Vi Trần thực hiện tất cả ước nguyện. Tô Vi Trần nói, ước mơ của chị ấy là vào mùa đông có thể đốt lửa ấm áp trong lò sưởi, chị ấy sẽ vừa uống cà phê vừa đọc truyện ngôn tình, sau đó em ngồi bên cạnh lò sưởi đánh đàn cho chị ấy nghe. Mùa thu mơ ước của Tô Vi Trần là ở trên núi có nhiều quả chín, có thể thỏa thích hái quả, nếm vị ngọt thanh mát mùa hạ mơ ước của tô vi trần muốn ở trên một hòn đảo không nhìn thấy bờ hóng gió thái bình dương chị ấy có thể đuổi theo sóng biển tìm kiếm cát mùa xuân mơ ước của tô vi trần sở an thành yên lặng lắng nghe biểu cảm xúc động còn ở ngoài cửa tô vi trần đã cảm động đến mức hai mắt ẩm ướt tô thời nhớ kỹ những lời ngày thường cô nói cũng cố gắng vì nó có người em trai như vậy còn mong muốn gì thêm nữa Sở An Thành sơ tay xoa đầu Tô Thời Giọng nói mềm mại như lông vũ Cố lên Tô Thời cười cười Em sẽ cố gắng Cậu ngừng một lát rồi nói Em đi gọi Tô Vi Trần dậy ăn cơm Tô Vi Trần ngoài cửa vội vàng chuồn về phòng Giả vờ không biết chuyện gì Heo lười Tô Vi Trần mau dậy ăn cơm Tô Thời lớn giọng gọi cô từ cầu thang Heo lười Tô Vi Trần Đây rồi đây rồi Tô Vi Trần giả vờ như vừa mới ngủ dậy Vươn vai ngáp dài một cái rồi xuống lầu sở an thành và tô thời bưng bữa tối đặt lên bàn đâu vào đấy trong chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn cắm mấy bông dạ lan hương màu tím đang nở rộ cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp hương hoa thanh nhạt bay xa Chỉ nghe thấy một tiếng tách tách đèn trong phòng tắt hết sau đó mấy cây nến trên bàn được thắp lên ánh sáng vàng vọt còn sở an thành đứng ở giữa vầng sáng khiến người ta không thể nhìn thẳng tô thời nói tô vi trần hôm nay sở sư huynh làm biết tết đấy ăn biết tết dưới ánh nến có phải cảm thấy rất tuyệt không Tô Vi Trần yên lặng gật đầu, ngước mắt chỉ thấy gương mặt sở an thành lờ mờ trong tầm mắt, sáng tối không rõ ràng, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Súp ngô phối hợp với bít tết hương tỏi, mùi hương mê người lan tỏa khiến người ta cực kỳ muốn ăn. Tô Thời nói, Tô Vi Trần mau nếm thử xem, em có giúp đỡ đó. Bít tết nấu vừa tới, cắn một miếng là cảm nhận được vị tươi ngon của thịt, ngọt thơm, đậm đà. Tô Vi Trần không keo kiệt đưa ra nhận xét của mình. Phải cho 32 like. Tô Thời nói, "Em cho Sở sư Huynh 64 like." Qua anh nến ấm áp, Tô Vi Trần nhìn thấy Sở An Thành mỉm cười dịu dàng với Tô Thời, "Mau ăn đi, sắp nguội hết rồi." Không biết khi sinh nhật bạn gái anh, Sở An Thành có đích thân xuống bếp làm bữa tối cho anh nến cho cô ấy không. Tô Vi Trần bỗng nhiên cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, đó là điều chắc chắn mà. Một người đàn ông ưu tú nên được phòng khách, xuống được nhà bếp như vậy, giỏi như vậy, nhưng đối với cô mà nói, quả thực đúng như lời Bạch Tuệ xa như sao trên trời. Tô Vi Trần cụp mắt như có thể nếm được mùi vị đắng chát từ món bít tết thơm ngon. Khi cô ngẩng đầu lên lại phát hiện Sở An Thành đang đăm chiêu chăm chú nhìn môi mình. Ánh mắt khó hiểu đó nhìn đến nỗi trái tim cô run rẩy, không khỏi dịch chuyển ánh mắt đi. Vừa chuyển ánh mắt lại nhìn thấy tay anh cũng không biết vì sao mà đang dùng sức siết chặt dao dĩa. Tô Vi Trần uống ngụm nước làm ướt cổ họng. Chị La vừa gọi điện thoại cho tôi. Cô chuyển lời chị La vừa nói cho Sở An Thành Sở An Thành chỉ nói Tôi biết rồi Sau khi ăn xong, theo như thông lệ sẽ là Tô Vi Trần phụ trách dọn dẹp bàn ăn Khi cô đang rửa bát, tôi thời đi vào phòng bếp và nói Tô Vi Trần, sở sư huynh vừa gọi điện cho dì la Sở sư huynh bảo em hỏi chị có thể đợi qua Tết thì chuyển đi không Nhờ chị giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa mấy ngày Tô Vi Trần trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói Được Tô Thời vỗ tay vui mừng Tốt quá rồi, vậy trước Tết em có thể luyện đàn thêm hai tuần với sở sư huynh Em đi nói với sở sư huynh đây khi chia tay, tôi thời vô cùng luyến tiếc sửa sư huynh của nó. Nhưng dù có luyến tiếc đi nữa, sau khi ra Tết vẫn phải chia xa, trên đời này đâu có bữa tiệc nào không tàn. Tô Vi Trần cụp mắt, dùng sức rửa chiếc đĩa màu trắng trong tay. Một lần lại một lần, tựa như chỉ có thể dùng hết sức lực như vậy, chuyên tâm chăm chú như vậy, cô mới không nghĩ nhiều đến những chuyện cô không nên nghĩ. Qua một lát, tôi thời lại chạy vào. Tô Vi Trần, em muốn đi nhà sách mua mấy quyển sách, tranh thủ kỳ nghỉ đông, học trước bài của năm sau, lát nữa chúng ta đi nhà sách đi đương nhiên là được hiềm thấy tô thời hiểu chuyện ham học như thế chưa bao giờ để cô phải bận tâm về chuyện học hành và luyện đàn tô vi trần thay quần áo xuống lầu khi chuẩn bị ra ngoài cô kinh ngạc nhìn thấy sở an thành cũng ở đó anh và tô thời cùng mặc kiểu áo khoác mang tô màu đen đều quàng khăn cô đan nhìn từ xa giống hệt như một đôi anh em sở an thành lại có thể đồng ý cùng họ đi mua sắm trong lòng tô vi trần có cảm xúc gì đó không nói ra được có mấy phần vui mừng nhàn nhạt nhưng lại nhiều hơn là cảm giác đau xót của biệt ly sở an thành đeo kính gọng đen thô và khẩu trang sau khi cải trang xong ba người đến một nhà sách ở trung tâm thành phố nhà sách bây giờ cũng có bán các loại đồ trang trí văn phòng phẩm liên quan đến sách mặc dù là giữa mùa đông nhưng người đến nhà sách rất đông hai người nhàn nhã đi phía sau tô thời bỗng nhiên nghe tô thời nói tô vi trần không phải chị nói muốn đổi ốp điện thoại sao chị nhìn này mấy cái này đẹp trên giá có một loạt ốp lưng hình tháp Eiffel Paris trong đó có một cái Eiffel vào lúc mặt trời lặn về Tây làm theo kiểu sắc thái cũ của hoàng hôn khiến người ta nhớ đến những năm tháng đã qua một đi không trở lại Tô Vi Trần nhìn qua đã ưng ngay nữ nhân viên thử lắp vào điện thoại cho Tô Vi Trần cảm thấy quả thực rất đẹp Tô Vi Trần lập tức quyết định mua vừa định mở miệng lại nghe thấy sở an thành ở bên cạnh nói cho tôi một cái nữa nữ nhân viên đó liền lấy mấy cái qua đề cử một cái trong đó cái này cũng thuộc loại Eiffel này khá thích hợp cho đàn ông dùng Eiffel bằng phác thảo đen trắng nét bút nhàn nhạt đẹp và tĩnh mịch. Sở An Thành nói, được, vậy cái này đi. Vì vậy liền mua hai cái như thế. Khi ra cửa thanh toán Sở An Thành cầm ví trả tiền, Tô Vi Trần từ chối nhiều lần tranh trả tiền với anh. Không cần đâu. Sở An Thành không để ý cô thẳng thừng rút tiền trong ví đưa ra. Cô nhân viên đó cười nhận tiền của Sở An Thành, chớp mắt với Tô Vi Trần nói, con gái đôi khi phải học cách tiêu tiền của bạn trai như vậy con trai mới có cảm giác thành tựu. Tô Vi Trần không khỏi giữ người. Bạn trai, sao lại bị người ta hiểu lầm như vậy? Mãi đến khi ánh mắt cô lướt qua hai chiếc ốp điện thoại mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là một đôi ốp tình nhân. Chuyện này, cô lén lút nhìn sở an thành lại nhìn thấy anh vẫn thản nhiên như thường tựa như không nghe thấy lời cô nhân viên nói gì vậy. Các bạn vừa theo dõi hơi tập 6 của bộ truyện Cô vợ mua được thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện 23S. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Top Truyện 23S nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.